Anh Minh, em... Hãy gọi tôi là thầy. Vâng, thầy. Em tìm tôi có chuyện gì? Dạ, em... Tôi có chuyện muốn nói với ông. Được thôi. Em chỉ muốn hỏi thầy vài điều. Nhưng thôi, để khi khác ạ. Em xin phép thầy ạ. Sao ông lại ở đây? Cấp trên điều thì tôi đến chứ sao. Ông nói láo. Ông đến đây để trả thù tôi thì có. Ông là cảnh sát, lấy chuyện công để trả thù chuyện riêng tư thì tư cách lắm nha. Tôi có quyền ghét những ai đã hại mình. Vì cậu đã làm cho tôi mất đi những điều quý giá nhất. Nhưng tôi không hề đến mức chạy theo cậu để trả thù đâu. Tôi chuyển công tác chỉ vì muốn quên đi chuyện cũ và làm lại từ đầu. Tôi đề nghị cậu không nhắc lại chuyện ấy với bất kỳ ai. Nếu như tôi không nghe thì sao? Cậu tưởng là mình có quyền lựa chọn chắc? Ông theo dõi tôi? Chuyện đó không quan trọng. Cái chính là bố mẹ cậu sẽ làm gì khi thấy những bức ảnh này. Tôi nói cho ông biết, không ai có quyền sai khiến thằng này đâu. Tôi không sai khiến, mà tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Nhưng bây giờ tôi là thầy giáo, tôi sẽ dùng cách của một người thầy để dạy cậu. Những bức ảnh này chỉ để đổi lấy bí mật giữa chúng ta mà thôi. Nếu như thế thì được. Quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Tôi là Nguyễn Nhật Minh, 26 tuổi, quê Hà Nội, chưa vợ, chưa con, hết. Dạ, thưa thầy. Đó là tất cả những thông tin và tôi sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào khác. Và bây giờ sẽ là một vài thông báo quan trọng. Trường công an có những đặc điểm khác với các trường đại học khác. Ở đây các em không chỉ học tập mà còn phải rèn luyện toàn diện về thể chất lẫn tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đặc biệt là phải chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ngành. Thì bọn em vẫn đang thế mà. Thứ nhất, thầy giáo là thượng cấp. Tôi yêu cầu các em phải tuyệt đối tôn trọng, không được phép nói leo hay cột nhà. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Tốt. Thứ hai, vừa qua chỉ là thời gian để các em làm quen, nên nhà trường chưa siết chặt kỷ luật. Bắt đầu từ ngày mai, toàn khóa sẽ bước vào đợt tập huấn điều lệnh. Để cho đợt tập huấn và quá trình rèn luyện từ nay đạt kết quả, tôi sẽ bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ lớp. Với các tổ trưởng tổ phó giữ nguyên, bí thư chi đoàn giữ nguyên, lớp trưởng Phạm Tuấn Tài. Có em ạ. Chuyển xuống làm lớp phó đời sống. Em có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Tốt. Sướng nhá, lớp phó đời sống. Vị trí lớp trưởng từ nay sẽ do em Trần Trung Quân đảm nhiệm. Hả? Cái gì? Thật đó. Thầy có nhầm không ạ? Thầy giao chứng cho ác à? Là chắp cánh cho hổ mới đúng. Làm gì mà phải ngạc nhiên. Bố anh ấy là cục trưởng mà.
Này, ông đùa kiểu gì đấy? Gọi tôi là thầy. Thầy lại có ý tưởng đập phá, à không, đột phá gì mới đấy? Tôi nhắc lại, cậu sẽ làm lớp trưởng. Không phải đùa, mà là lệnh. Chắc là thầy rất thích chơi thể thao mạo hiểm. Nếu vậy thì được thôi. Tôi thích mạo hiểm, nhưng không phải là người chơi. Cậu cần biết rằng, một sinh viên cảnh sát thì phải luôn nêu cao tinh thần tập thể. Một người sai, tất cả sẽ phải chịu liên đới, nhất là cán bộ lớp. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tức là nếu một người trong lớp bị vi phạm, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chứ gì? Bình thường là như vậy, nhưng trường hợp này thì ngược lại. Nếu cậu làm sai thì cả lớp sẽ phải chịu. Trật tự. Tôi nhắc lại, đây là lệnh và phải được tuyệt đối phục tùng. Cả lớp rõ chưa? Rõ. Đừng tưởng làm vậy là dọa được tôi. Cậu cứ chờ, rồi sẽ biết. Gọi quân dậy đi. Nhanh nghe không ơi? Nghe tôi đưa giày cái nào. Đi dậy tầm bốn nghe muộn rồi đấy. Này. Dậy thể dục đi, cảm rồi đấy. Thì cứ đi đi, tôi có bao giờ tập đâu mà gọi. Không được đâu, ông quên thầy đập phá nói gì rồi à? Kệ, để cậu ngủ. Đâu hết rồi? Không một bóng hồng, thảo nào mình ngủ ngon thế. Sao giờ ông còn ở đây? Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? À, ông có thấy mấy thằng ở phòng tôi không? Bọn nó rủ nhau đi đâu mà phòng vắng ngắt. Còn hỏi, mọi người đợi ông mãi cái kìa. Ai đợi ai? Lớp ông chờ ông chứ ai? Chờ tôi. Sáng nay ông không ra, thầy Minh bảo phải đủ người mới tập. Bọn tôi đi gọi hộ, nhưng thầy bảo phải để ông tự giác. Chắc giờ họ vẫn ở ngoài kia kìa. Chết rồi. Còn phải đứng đến bao giờ nữa đây? Xấu hổ chết mất. Đúng đấy, tôi còn chưa kịp trang điểm đây này. Quân. Lớp trưởng của chúng ta đây rồi. Muộn 1 tiếng 20 phút, nhưng không sao, vừa mới nhậm chức mà. Tôi và các bạn rất cảm thông.
Có phải không các em? Ông... Thầy. Tốt. Cả lớp chuẩn bị luyện tập. Khoan đã. Được rồi, bắt đầu tập. Đói quá cơ ông. Làm như mình ông đã kịp ăn sáng đâu. Thế quá đáng thật. Chứ còn gì nữa, bắt người ta đợi cả tiếng đồng hồ. Tiếng cái gì? 85 phút đấy ông ạ. Tôi thấy tất cả là tại thằng Quân đấy. Đã đành, ai làm người ấy chịu, sao lại lôi bọn mình vào? Vừa đói, vừa buồn ngủ, lại còn đau chân nữa chứ. Không biết ông ấy nhắm vào anh Quân hay là vào mình nữa. Nhìn thì đẹp trai mà sao ác thế. Biết là thầy ấy muốn trị Quân, nhưng mà như thế thì hơi quá đáng. Phải đấy, còn nhiều cách khác mà. Lớp B2 chú ý, năm hàng dọc tập hợp. Chạy đi. Ôi, lực lượng công an nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng là thanh bảo kiếm của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân. Đây là công việc vất vả, nguy hiểm và nhiều cạm bẫy. Vì thế tôi khẳng định, ai cũng có thể trở thành cảnh sát, nhưng không phải ai cũng làm được cảnh sát. 5 năm ở học viện chỉ là bước khởi đầu cơ bản, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng với những ai không có ý chí và không chịu được gian nan. Vì thế ngay từ bây giờ, những ai không xác định được tư tưởng cho mình, hãy bước ra. Chúng tôi sẽ thu xếp cho các em vào một trường khác phù hợp hơn. Tôi hỏi lại một lần nữa, có ai không? Vậy tôi xin tuyên bố, thử thách đầu tiên của hành trình gian nan ấy, đợt tập huấn điều lệnh dành cho năm thứ nhất, chính thức khai mạc.